Ok, xin đây nữa rồi. Ngày nick nhưng mà thử video mới tiện tường nâng tờ nâng cả ở bài nhà update Windows đọc cứ dương miền cả thuần toàn tiện tường là nâng cả update ở tập bên này dương phần internet miền wifi miền internet cứ việc tài để load update đã hô tô mà tịch một giác ngày nick nhầm chọn hai vì được việc bật đầm bay của mọi việc miền ca thôn tròn là nâng ca áp thẹt bình đầu nâng cứ dương miền ca lại bật miền pì ánh nằm bày bật dựng hạ cho được cho mùi nào của bạn đấy chắc nhìn cho bà hai anh tích tiện tâm nâng ca áp thẹt bình đầu nâng ok cho mình tích đó dương click vô biển áp thẹt security xem cho nó chẳng là thư dương thư anh thả biệt có buồn đã update để xa nhóm connect wifi nhé. Ví dụ tính ok nè cana vi change nhà này cứ mình này thay vì có buồn đã update update để thay vì việc đánh mà xài nhé đó vì ở dưới đài chẳng hạn mình retry vì chào đó đã xa nhóm chẳng là vì update ở chọc tại mà đó để dân có mọi khả năng gì bị lưu dụ dân chỗ tới cả lại update đó dân chỗ một cả lại nít dân vai biệt thá control khi bị chuyển tỉnh ok bịa control panel ok đầu này là nếu dương khơi bịa mối mô tha administrative tool chẳng dừng chọn lưu bịa đó thế bắt đầu bị chơi lên hướng hóa dương cho lưu biệt service dừng là bỏ kỹ lưu biệt mất diện tích để xa công tơ này không bia tất là cảm thì tràn hay là mỗi rèm bia có riêng tiếp để chẳng bia riêng chữ mình tích ok mình hiểu rồi chẳng về bịa tha service chia sẻ này là ngon đẹp không tiện trong video cái này sao về riêng dự tiện trong là cùng tờ vào nhóm dân dương tờ rộp bịa tha window update nó khẳng trào ok window update ok này dân dương chất mơ phần sẽ đám rồi cơ dương đập bỏ click vô tầm lòng và chạy mang lòng dục hiệu stop này của bạn rồi cơ dương đập bỏ click lưu viết của bạn này về nền trên tiền màu hãy dừng rửa tới cái này ní dừng rửa dục biết disable hãy dừng stop rồi dục biết stop thì về nền trong đảo stop dừng nữa vì dự tính chia sẻ để sao Windows và nhóm view cũng update bởi vì ở toàn update thế vì ở sau ấy thì
Preview phone update chẳng việc à lên dự tính chẳng có ngoài dưới nhưng cụ đã bật wifi chào đó. Disconnect việc chào đó OK, chào chào bye bye. Windows cannot stop Windows update service on your computer error. OK, đây là computer của nhóm nó cứ việc bật công đã update. Là bởi sân giờ việc công update thế. Nè, ở đây còn là chơi tạm để nhóm bài hai nó là OK tất. Cứ virus xả dài. Việc lộn sẽ mở cho ngay. Nè, nhóm disable hết và cùng stop, này stop, stop điện, ok. Nâng vị thị đi mùi hay vị thị đi bí, cứ dùng bật về chào đó, vì mình thị mùi tiết. Cứ nơi còn lại nhưng là đá dùng vài biệt thá. Chị phí edit dot msc. Đối diện cho editor đó. Vì chạy ngoài. Ok. Chúng mình tìm về trong tìm nó. Nếu còn lại nó dường dường dự biết Administrative Template. Bỏ click điều biết rồi bỏ click tầm mối của bạn này. Bỏ lột nó tiền là ngoài không. Đó dường dường dự biết Windows component rồi còn nó lại cái bạn này nè. Windows component này. Ok, chúng chạy lên cái Windows component nó mở. Rồi chúng ta rớt cái Windows update nè. Ok, nè. Mình chạy lên cái Windows update mở, chúng vô chúng mở rớt cái tha config automatic update. Ok. Chúng click lưu vía đọc bọc thì lưu vía mất viên đường lột tiền là lọc mùi tiết phá hành mà ok chứ sai dự tính ok nè chẳng ngờ chẳng là cái này nó dương admin bạch thử extra nó dương hoàn là thị do kia display lên mất nó dương apply đó nó bị toa mất dương chạy ok đó cái phần năng rồi chỉ ca sạch và cứ ngày nay cứ nhau miền video mỗi nó bằng hàng thì tiện thường là tận năng ca disable ca update rồi automatic for Windows 10 cứ Windows 13
chẳng số một bộ nào nếu chưa cho subscribe nâng thằng cao bóng và chẳng ốc con chàng xong dùng việc liền.